Thẻ căn cước công dân bằng nhựa vẫn có hiệu lực, nhưng công dân Séc hiện cũng có thể chứng minh bản thân bằng căn cước công dân điện tử, theo chuyên gia an ninh bảo mật Martin Haller. Do cách thiết kế ứng dụng EduCloudy đặc biệt nên việc lấy dữ liệu ra khỏi nó không phải là điều dễ dàng. Các hacker sẽ quan tâm đến việc lấy trộm thông tin ngân hàng, tin nhắn riêng tư hoặc hình ảnh hơn là thông tin từ căn cước công dân điện tử. Đồng thời, EduCloudy chỉ được sử dụng để xác minh cá nhân và không thể sử dụng từ xa, trong khi những tin tặc chủ yếu tiếp cận điện thoại di động từ xa. Tuy nhiên, khi một người lập tài khoản từ xa đăng ký cửa hàng trực tuyến bằng giấy tờ vật lý, họ sẽ được yêu cầu scan tài liệu. Bản scan như vậy có thể lưu hành ở mọi nơi trên Internet và những kẻ tấn công có thể sử dụng nó để xác thực ở các dịch vụ khác. Sau đó, người sử dụng giấy tờ điện tử nên tuân thủ những nguyên tắc bảo mật nhất định. Trên hết là họ không nên để điện thoại của mình lọt vào tay người khác và chỉ tải những ứng dụng thực sự cần thiết về điện thoại. Người dân nên giữ thiết bị quản lý tiền và danh tính của mình với càng ít ứng dụng càng tốt. Kể từ tháng 1, người Séc có thể sử dụng giấy tờ điện tử tại các cơ quan hành chính trung ương như tại các bộ. Kể từ tháng 4, họ cũng có thể chứng minh bản thân với cảnh sát bằng EduCloudy. Các thành phố, ủy ban bầu cử, trường học, công ty bảo hiểm, ngân hàng hoặc bưu điện sẽ tham gia vào hệ thống từ năm 2025. Những người quan tâm có thể tải xuống ứng dụng EduCloudy từ App Store hoặc Google Play. Để sử dụng EduCloudy, người dân chỉ cần điện thoại thông minh và căn cước công dân để đăng nhập. Ứng dụng hoạt động cả trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoài ra, căn cước công dân điện tử có thể vô hiệu hóa từ xa thông qua cổng thông tin công dân nếu bị mất điện thoại.